phần là phần thứ 98 rồi. Ở đây là Yên Nghiệp, Yên Nghiệp, Lạc Sơn, Hòa Bình, ngay cái mối nối với đường Hồ Chí Minh này bạn, rẽ phải. Ngay đó là đường Hồ Chí Minh các bạn. Mình rẽ phải. Tiếp tục video mới. Đây, mình lên đường Hồ Chí Minh đây. Đây là đường Hồ Chí Minh. Bắt đầu chạy theo đường Hồ Chí Minh về Mũi Cà Mau. Từ Cà Mau ra Mũi Cà Mau vẫn là đường Hồ Chí Minh, trăm mấy chục cây số là ra tới Mũi Cà Mau. Đi trăm mấy? Từ thành phố Cà Mau ra Mũi Cà Mau là 100 mấy chục cây số. Đường độc đạo đó vẫn là đường Hồ Chí Minh. Ở đây là đường Hồ Chí Minh luôn rồi nè. Ở Lạc Sơn. Đây tên là Cẩm Thủy gì đó. Đâu mình thấy không biết đâu. Cẩm Thủy gì đó. Nó đang ở Lạc Sơn Hòa Bình mà, đường Hồ Chí Minh ở Lạc Sơn. Nhưng mà đây là qua huyện Cẩm Thủy hay là xã Cẩm Thủy gì đó. Gì đây? Cẩm Thủy mà không biết huyện hay xã gì đây, cái cây trụ á. Bao nhiêu cây số nữa đó. Đi còn xa cầu Yên Nghiệp là cứu xã Yên Nghiệp đó, là đường Hồ Chí Minh. Nó bắt đầu theo mối đường Hồ Chí Minh này mình đi về Cà Mau. Ngáp không xong, làm hết ngáp. Đường Hồ Chí Minh này chạy sướng, không có xe. Có rất là nhiều giao thông nha các bạn. Nhưng mà đến trật tự đó mà đi xác và đi xe xin được không? Đi ô tô cho có máy lạnh mát. Chứ đường này đi xem ra đi nổi không? Mấy bạn đi lịch sự lắm, ai nói gì đâu. Đi đây là xuống cái chặn lại mình bắt tay đàng hoàng, lịch sự đàng hoàng, không giống trong Nam mình đâu. Xuống chào bắt tay đàng hoàng, hỏi ship có chuyện gì không, ship còn hôm ấy thì người ta lại ngồi xe người ta mời thổi nồng độ cồn, không ấy kiểm tra ma tí thì ta cũng nói chuyện kiểm tra ma tí chừng 20 người là kiểm tra chẳng có nhiều. Kiểm tra hết chiếc xe luôn. Mình đi cửa khẩu đi biên giới thường đó, chuyện bình thường. Kiểm tra cái kiểm tra thoải mái, mình không có gì thôi chứ có gì đâu. Mình đâu có phạm luật gì đâu, mình đi chơi mà. Cái vui vẻ. Đi ra đây bị mấy bạn bắt đi lẹ bắt, đâu có bắt tại vì mình cứ đi tốc độ 50 là chạy. Cầu ăn gì. Cứ như tại vậy mình chạy 50 hoặc là 60 là tới đó. Mấy bạn đó chạy ẩu, mấy bạn đó cứ nói về đó vậy không phải. Mình mấy chục lần giao thông thổi lại. Mình đi từ Nam ra Bắc là chỉ có ở Bắc này thổi bao nhiêu lần mà thổi rồi bình thường. Cứ ta kiểm tra rượu bia. Tốc độ, rượu bia, lấn len, dừng đèn đỏ, mình không dính cái nào thì thôi. Thứ nhất là tốc độ. Này đứng camera quay luôn, camera nó quay trực tiếp chứ là giao thông. Không có đứng thổi, bắn tốc độ giống như trong camera Nam. Camera đặt mất thằng ở trên. Mất thằng trên đường. Như đường về là được chạy 80 rồi, mình chạy 50 thì chắc ăn rồi đó. Tới Cẩm Thủy 24 cây nè. Hai chị đẹp cái đầu kia. 4 ngàn thì mình được chạy 80. Nhưng mà chạy 50-60. Không có thấy trả lời không? Kiến thì thôi thấy nằm. Dán kiến bóng. Chạy không kịp mấy nào trở lại
nó đường Hồ Chí Minh chạy nó chạy á, tới đâu cũng thở cãi nó, từ từ mình chạy, chạy không đứng lên không đi đâu hết bình thường. Còn đường quốc lộ 1 thì đi nó vui rồi, xe chạy nấp lên bờ xuống ruộng. Còn đường Hồ Chí Minh này thường xe tuyến cố định người ta đi vô bắc vô nam, nam bắc cứ lên đầy xe trên bến rồi đi chở thẳng vô Sài Gòn đổ đó là xong hết việc, nhàn, vừa đi vừa ngắm cảnh đẹp. Mà nó buồn ngủ lắm nha các bạn, đi vắng quá nó buồn ngủ, mình phải uống Sting liên tục, đi nó vắng quá, đi thì khỏe nhưng vắng, ngắm cảnh lắm, đồi ngắm núi, mà chiếc xe cứ im im chạy hoài dễ buồn ngủ lắm. Đi quốc lộ 1 rồi xe lắng qua lắng lại bóp kèn hổ trời hết nó đỡ buồn ngủ. Cầu Cúc Phương, ở đây là khu vực rừng quốc gia Cúc Phương chứ, mình đâu ở đây đâu biết, nghe tên rừng quốc gia Cúc Phương chắc ở đây Cúc Phương 0 km là ở đây nè, ở đây là rừng quốc gia Cúc Phương nè. Ở Hòa Bình có cái cây ra bông vàng trắng đường Hồ Chí Minh này, là khúc này là ở tỉnh Hòa Bình nha, họ tiếp điện Hòa Bình đó giáp với Hà Nội á, là có đường Hồ Chí Minh rồi các bạn, nhưng mà nó chưa gọi là hoàn thiện, bị từ điểm đầu là ở Bắc Bó, ở đoạn có đường không từ Bắc Bó mà vô Cao Bằng là đường Hồ Chí Minh các bạn, đi thẳng một đường từ hang Bắc Bó vô thành phố Cao Bằng là đường Hồ Chí Minh, là từ đâu tới đâu nữa mình không biết. Còn từ Cà Mau xuống mũi Cà Mau là đường Hồ Chí Minh luôn. Di sản văn hóa địa phận Thanh Hóa. Vô Thanh Hóa nè. Vô Thanh Hóa lại không? Huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Thạch Thành kính chào quý khách. Nhảy cái lèo một cái từ Hòa Bình cái qua Thanh Hóa luôn. Nó lẹ hơn. Còn ở ngoài kia các bạn đi Hà Nội, từ Hòa Bình các bạn vô Hà Nội rồi qua nhiều tỉnh tùm lum tà la. Còn này còn xèo quá. Của huyện Thạch gì quá nữa. Thạch Thành đi hết Thanh Hóa là tới miền Trung các bạn, Thanh Hóa là đầu của miền Bắc. Đi hết Thanh Hóa là tới miền Trung. Là dứt điểm khoảng số 36 là dứt điểm miền Bắc. Mình đang chạy dần về miền Trung, rời xa miền Bắc, nơi không có hủ tiếu và cơm thì cho bán nhau không, toàn là bán phở. Chiếc lăng cây này tới cách y nó còn quẳng gì quẳng bình tùm lum nó mới thấy ấy. Còn quẳng bình ấy nó còn quẳng bình là tùm lum Thanh Hóa rồi đi ngang đâu quẳng bình nữa, còn này nó xẹt Thanh Hóa cái nó hết rồi. Tiếp tục cuộc hành trình mà tập vô lề ngủ rồi mình đi. Nãy vô phải cầm ở
sao mà có mấy chiếc xe tấp vô nè, mình nhường chỗ cho người ta. Mát lắm rồi, mát là mát mới lạnh. Nhưng mà bây giờ trời mát nó nắng. Hồi nãy mình tấp vô là bấm con khúc mà giờ mình không muốn chút là bấm dài mình không biết mấy giờ. Tiếp tục. Nó nóng kinh khủng nóng. Xe mình trục trặc gì mới lạnh mà vẫn cho chạy luôn. Nóng quá. Yên Cát. Cầu Yên Cát đẹp lắm anh. Dòm tôi đâu thấy mở dây bảo hiểm ra. Kiểm soát dòm. Đâu mở cửa nãy giờ đâu mở cửa ra. Thấy chưa? Quanh là chỗ đó kiếm. Dạ, đây. Cầu Phúc Phương. Ui, dạ. Ở đây rừng Phương. Không nắm tay. Để mấy bữa mà quay để ngoài. Nắm tay. Đây có dâu cái gì để. Hàng rào điện á. Cho con giật được trong đừng có ra. Tại tốc độ 80. 60. À 60 mình 80. Thắt mây. Rẽ phải 10 km. Mình không có đi vô thắt mây đâu, tới 10 cây số. Xã Thạch Trì á. Hãy Thạch Trì. Mà nãy huyện Thạch Thành. Tỉnh Thanh Hóa. May rẽ phải 10 km. Bây giờ đây nè, Thạch Thành gì Thành. À, nhà hàng Quang Đức tưởng đâu cái địa chỉ gì. Này nó sẹt lại lắm, sẹt cái thằng miền Trung hết thằng quá thì miền Trung rồi. Này cái cây này thì thấy bự nè. Nó bự. Cái sang nha. Những đây có những cái chợ đây không bạn. Đây có cơm mà nha. Cơm mà có mấy khác, rang. Rang. Hết Gò Bình cái qua Thanh Hóa liền. Thanh Hóa là nó giáp với là miền Trung. Bên này nằm đi bên mình đi bên cái rìa bên phải của đất nước. Nem chua Thanh Hóa. Xe chạy vẫn chạy không ai ngừng. Nắng quá nắng. Muốn ghé đâu tham quan hay gì cũng được. Quá Thanh Hóa bằng đi là mình ghé Thanh Hóa chỗ thị trấn Đò Làng phải không? Mua 5.700 lần nước đá. Đường Thanh Hóa. Đơ. Nem cu đơ. Cu đơ.
Thị Tân. Hồ Chí Minh đi nào. Thạch Thành, Thạch Quảng, Thanh Hóa. Trường Thạch. Cầu Nông Trường ở đường Hồ Chí Minh. Sau bao ngày lăn lộn chà lết quét sạm lê thê lết thách, vợ chồng mình cũng dần tiến về miền Trung. Hết Thanh Hóa này là bước qua miền Trung. Nông Trường Thạch Quảng. Nông Trường Thạch Quảng, Thạch Thành, Thanh Hóa. Huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa. Dê này thấy để nem mà nem dê là sao? Nem là cái con dê bán dê. Nem dê tức là nem làm bằng thịt dê thay vì nem làm thịt bò, bì bò là làm bì dê. Bì heo chứ, bì heo làm bằng bì dê thì nem dê. Thịt dê xay nhuyễn ra làm cục cục nhỏ chiên gọi là nem dê rán. Đây uống cho ngã cái gì đây. Bến xe Thạch Quảng. Vô kết thúc video bến xe Thạch Quảng. Đi lâu lắm mà thấy có chữ. Nem chua. Đây. Đậu lên cái chiều. Đây là bến xe khách Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa. Và vợ chồng mình kết thúc video ở bến xe khách Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa các bạn.